Câu hỏi tiếp theo, điều gì sẽ khiến bạn loại ngay đối phương trong cuộc hẹn đầu tiên? Bim cắn. Xuất sắc. Trời ơi, không chịu được anh ơi, khó chịu lắm. Cái cuộc hẹn đầu tiên là phải tìm mỗi cách để khử chứ đúng không em? Dạ đúng rồi. Thiệt á, hẹn đầu tiên mà còn để nó chết á thiệt. Đó, cái bim cắn thôi, về cộng bên đây hôi miệng luôn đi, hai cái chung luôn nha. Hôi miệng luôn. Tiếp. Nói chuyện vô duyên. Vô duyên, chính xác. Vô duyên. Trời ơi, vô duyên là có điều, trời ơi. Không chấp nhận được. À, gì, dê sòm đúng không? Dê. Đẹp trai. Răng dơ hả? Răng dơ. Răng miệng. Hai đứa này răng mà. Sao tụi nó khoái hàm răng quá ha. Tại vì mình nhìn cái đó nhiều nhất mà anh, lúc mà nói chuyện với nhau. Ok. Hung dữ. Hung dữ, chính xác. Ủa khoan, hẹn hò đầu tiên sao hung dữ được anh? Hung dữ vô chửi nhân viên răng dơ rồi đó. Tính nói chuyện đẹp trai. Mới không hài lòng cái món ăn tí xíu thôi. Chì chiết người ta quá mạng. Đúng rồi. Chị không ăn được cái món này. Nhỏ đi, làm đi. Anh sợ luôn. Khó tính á. Đúng rồi. Khó khăn quá. Tiếp. Lôi thôi đi. Lôi thôi. Lôi thôi là ví dụ mang dép Lào hoặc là gì đó không đi gặp. Lôi thôi. Lôi đúng rồi. Không sửa soạn. Bê bối. Bê bối lôi thôi. Tiếp tục. Như nãy keo kiệt. Keo kiệt. Đúng. Keo kiệt. Keo kiệt. Đúng. Cái buộc keo thì keo chứ tính toán ngay cái buổi đầu là bậy à. Bòm. Anh sợ mấy người mà hay than vãn. Ngay từ buổi hẹn đầu tiên mà anh biết không, cuộc sống em nó không có như vậy như vậy. Trời, anh sợ lắm. Than vãn. Đúng. Tiếp tục. Giờ giấy. Bê bối rồi, nói chung bê bối nó khác giờ giấy nha. Bê bối á là nhiều khi á là bận quá không có kịp chỉnh chu. Rồi còn giờ giấy là trời, đúng rồi đó. Trời. Giờ giấy mà em có cái ví dụ ghê lắm. Thí dụ. Kể cho chơi. Em có một cuộc hẹn với một cái anh đó là bác sĩ. Trời ơi. Ồ, bác sĩ mà giờ giấy. Bác sĩ. Mà hả, cứ em ăn á mà đụng vô cái gì á là sẽ nói là ồ mấy cái này á là người ta làm không sạch rồi nó dơ, ngồi nói chuyện hồi nhìn lên ảnh cười một cái nguyên miếng hành ngay chính miệng. Đó, em nói cái răng này. Miếng hài vô. Không, nhưng mà nó dơ. Miếng hài vô. Có nghĩa là ý là nói là dơ cái gì đó xong cười. Ờ, hài điện ảnh đó. Nguyên miếng hành mà ổng chê hết á. Mà chê hết. Chê hết vậy đó. Chê hết cả thế giới đều dơ. Mà hành giá hẹ dính đầy răng ổng. Nó trời hại đó. Trời ghét á, nhìn thấy ghét á. Quả báo là có quả thật. Quả báo đó. Quả báo là có thật. Tiếp tục. Bờm. Cái gì? Bờm. 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 Nói chung là nhậu nhiều hả? Nghĩa là vô hạn đầu tiên là lên bia đi em. What? Bia đi em hả? Không sắc sao? Gì. Sự hứa mới đẹp coi nhau. Không có vậy. Không có anh cũng sợ mấy phụ nữ mà điệu một cách nó quá đà. Chạy quá nước. Điệu chạy nước. Chửi thề. Đàn ông á, chửi thề. Nói câu nào cũng đệm vô một chữ. Em thấy bạn em thôi chứ không phải em chưa gặp. Đúng. Cũng em, có, cũng có, cũng có. Nhưng mà lần hẹn đầu tiên Mình không biết nhiều khi kiềm chế không được. Quen miệng á. Quen miệng á. Em sợ mấy ông nổ thôi à. Mình nổ. Đúng. Để dành từ từ. Nói rồi. Không, không đếm anh ở đây không biết mọi người cảm giác thế nào nha. Đây đặc biệt lắm nha. Cái cảm giác mình cảm thấy không an toàn. Mình cảm thấy người đó nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Nói xấu người ta đó. Đúng nha. Nghĩa là cái cảm giác là mình cảm thấy cái người này giống như là CNN á. Bất cứ gì cùng xảy ra thì cũng sẽ trở thành một cái gì đó lan truyền về sau. Mình cảm thấy mình không muốn tiếp xúc nữa. Ok, đồng ý. Nhiều chuyện. Gian xạo đúng rồi. Nói không có cái gì thiệt hết á. Nhà anh mấy khu biệt thự. Đó, ngang 1 mét, dài 2 mét, sâu thăm thẳm. Anh không phải phụ nữ mà tham lam, ví dụ mới cuộc hẹn đầu tiên á mà muốn thăm dò hết về khả năng tài chính vật chất xuất sắc. Đó là tính toán. Tiếp tục. Ghen tuông. Ghen. Là cái tính hay ghen á. Mà thấy mình cái cuộc hẹn đầu tiên sao ghen được trời. Không có một cái người cái tính họ là muốn chiếm hữu mình, muốn thể hiện cái sự độc chiếm, cái sự ghen đó là có nghĩa là ngửi được cái mùi ghen tuông. Dễ sợ. Lông mũi dài. Lông mũi dài. Tôi để ý là em thấy chị giống em rồi đó. Trương Chi Trúc Diễm. Cuộc đời nó gặp toàn là đàn ông cái gì mà dính hẳn lông mũi dài. Người ông lòng chia đôi miêu. Em chung mà đâu phải là tại sao là em. Cái gì người ta lông mũi dài em xóa người ta luôn. Trời anh tự nhiên vừa nói chuyện cái cười một phát thấy lông mũi nó nhú dài ra làm sao người ta có thể nhớ được lúc đó là dài hay ngắn. Khô khan.
Có những người phụ nữ á, gặp ngay lần đầu là bị dội vì sự khô khan của họ. Kể một câu chuyện hài hước mà lãng mạn như nào cũng không vô được từ đầu chơi. Vô cảm với tất cả mọi thứ. Dạ, đúng rồi. Không phải em. Nếu mà anh Thịnh đã nói vậy thì em cũng phải có một cái ý này. Em mà sẽ loại ngay một người trong cuộc hẹn đầu tiên, đó là nhạc. Nói hồi mà không có gì để nói nên là thấy là tôi chán rồi. Ngay cái cuộc hẹn đầu tiên mà còn không có gì để nói mà muốn về sống nhau sống sao? Nói thiệt. Em nhạc không? Không biết sống như thế nào luôn á thiệt á. Có một điều Vy Văn suy nghĩ ra, cái điều này rất quan trọng. Sẽ cho lên đường ngay luôn. Cái người đó không biết yêu động vật. Thật sự ra cái điều này sẽ có một số những khán giả sẽ không đồng tình á, là ủa cái chuyện nó đâu có liên quan gì đâu. Nhưng mà thật sự ra thế này nha, đó là do chúng ta hiện nay chưa có quen với cái việc là yêu động vật là như thế nào. Tại vì ở một cái quốc gia, ở tất cả những quốc gia phát triển, người ta đánh giá độ văn minh của một đất nước qua cách người dân đất nước đó cư xử với động vật. Là tại vì động vật là đối với con người thì là bị xếp dưới một bậc, đúng không? Nhưng mà nếu như một cái quốc gia nào văn minh, họ sẽ cho rằng là động vật cũng như con người họ, đó là những cái sinh mạng, là những sinh linh có cảm xúc và nó được tôn trọng như người, thì người ta đã đủ cái độ văn minh để cảm nhận được cái điều đó, thì họ cư xử, họ yêu động vật thì mới thấy được cái người đó là cái người mà biết suy nghĩ thật sự. Thì tôi nghĩ vậy. Hai nữa, một điều nữa là anh thấy cũng quan trọng là anh biết dùng từ thì chính xác không? Giả tạo có nghĩa là chính xác. Mình không cần phải nói thật hết, nhưng mà đừng có giả tạo. Xạo xạo gì đó cứ mà gì nè. Hay tạo ra những cái mà không thuộc về mình. Đúng rồi. Để rồi cái cuối cùng người ta yêu thời gian ta về cái nó không có liên quan đâu á. Gái gì đó kia hẹn ta tới kia. Em có ăn nhiều. Dạ. Ủa cái này là cái gì vậy? Cái vừa hết cái buổi hẹn nó qua gặp nhau bạn. Má, cái này mới ngon nè. Trời ơi, nó khủng khiếp em hiểu không? Nó người ta bị vỡ mộng đó. À, khẩu nghiệp. Ủa có liên quan gì đây? Ác mồm ác miệng. Em gọi dính cái từ lúc đó đó. Ủa, ở miệng ra là trời ơi trời. Ủa không lẽ mới gặp ngày đầu tiên nó đi rủa nhau sao mà không phải gặp cái gì đó. Không đúng rồi, bi kịch đó, bi quan quá vấn đề á. Thấy một cái hiện tượng giống như đó. Giống như là vậy nè, bây giờ chị đang chạy xe, ông lỡ quẹt vậy thôi. Nhưng mà lỡ, chị đâu có biết được là ông đang cấp một cái gì đó thiệt thì sao. Tự nhiên cái thằng chở mình á, chửi lát mày sẽ gì, lát tao chù cho mày té xe chết hay là gì đó. Kiểu bị khẩu nghiệp kiểu đó á. Em ghét mấy thể loại. Em không cần ví dụ rõ vậy được Trang, ai cũng hiểu mà em. Anh nghĩ ở đây ai cũng hiểu mà. Xuất sắc, còn khẩu một cái nghiệp. Nữa, quan trọng nữa nè, là bị mê tín dị đoan quá. Mê tín dị đoan ngay buổi hẹn. Ông Văn ông suy nghĩ ra mấy câu trả lời khó ai suy nghĩ ra lắm nha. Trong cái buổi hẹn hò đầu tiên hỏi về tuổi tác mới đầu mạng nghiên gì cứu tuổi gì, tác không em. Hợp nhau có chứ gì thủy được không đúng 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 đúng. Ê, em có cảm giác là ông Văn ổng đi coi mắt hay sao anh, nãy giờ mấy đúng cái rồi. Mà thiệt á, tuổi không hợp. Anh tên là Hứa Vị Văn hay là Xem Thiên Văn? Anh Thịnh là phải lưu bự rồi. Nam chống nữ bên. Xin mời. Là bên là phải bên. Thôi ơi, bốn cái luôn. Không, bên cái câu đó thôi. Bên đàn ông thường rất tốt ở những phút ban đầu và làm cho phụ nữ vỡ mộng ở những lúc về sau. Mời phụ viên đội nam đưa lý luận của mình. Anh không biết là đàn ông khác như thế nào. Còn anh á, cái phút ban đầu của anh á, là anh sống rất là thật. Anh nói thật những khuyết điểm của mình. Bằng chứng là 12 năm trước khi mà buổi hẹn đầu tiên với là cô Thúy. Cô Thúy đã dẫn tôi vào một cái quán bar Caravel. Caravel. Rồi lát nữa đám bạn cô Thúy vào, cứ mỗi người uống một ly rượu đó là tôi ngồi tôi đổ mồ hôi hột. Và buổi tối đó chúng tôi đã gây lộn với nhau và tôi nói là em thừa biết ở sân khấu anh thu nhập của anh là như thế nào. Một tuần anh không thể nào trả nổi luôn cái buổi này luôn. Do đó là anh rất là phải nói thật với em biết để lần sau ví dụ em có hẹn gì đó mình sẽ hẹn một chỗ khác nha. Thì cô Thúy nói ủa tại sao đàn ông mà anh có thể than vãn cái điều đó được, đúng không? Thì đúng không, thì anh chỉ biết nói thật thôi, bởi vì anh muốn em biết thật cái con người anh. Anh rất là cảm thấy sợ khi vô những chỗ đó ngay thời điểm này. Và ủa, càng anh về có tiền không sao, và càng về sau cô ấy càng yêu thích anh vì sự đúng thật rồi, đó. Rồi sau đó là ăn tàn là khô cá đuối nè, học trên lộn rồi không. Xuất sắc đó, chống là phải chống như vậy, lý luận rõ ràng cụ thể. Tiếp vì dạ dập liền em để yên à. Và đàn ông khi mà yêu nhau đó anh, thì anh biết ôi thôi trời ơi cái gì cũng có thể nói được.
anh có thể hái sao trên trời cho em. Anh đã không nói vậy luôn hả chị? Có thể cùng em. Đó lúc ông xỉn rồi hay gì đó. Em ơi, đừng chung chung mà phải cụ thể dạ. Cụ thể anh. Đúng vậy. Cụ thể là chồng. Ủa tự nhiên em nói ra vậy, em nói xấu chồng em đúng không rồi. Không cần nói xấu chồng em, cứ nói người yêu cũ là được rồi. Người yêu cũ. Lấy anh Đức ra nói đi. Anh Đức đúng không? Thực sự thì lúc mới yêu đó là anh Đức cũng thời non hẹn biển dữ lắm. Sau này là sẽ lo lắng cho em, rồi thế này thế kia, ABCD. Anh Đức nói những cái câu như là anh sẽ lo lắng cho em và đi theo em đến cuối cuộc đời. Nhưng bây giờ mỗi lần mà sáng mở mắt ra em nhìn kế bên là Hứa Minh Đạt. Xuất sắc. Được chưa? Hứa thề non hẹn biển, người ta lo cả cuộc đời. Bây giờ người lo là Hứa Minh Đạt. Thấy đó. Lo thấy bà nội luôn. Lo mọc râu dài luôn. Hỏi vậy? Có cái này nè. Tiếp theo, thằng nào bắt chồng đổ dở này nè. Chống này nè. Chống. Này là được công nhận luôn rồi. Bên đó cũng không có bên được luôn. Xuất sắc. Nè. Dập liền. Cái câu hồi nãy mà Trang nói luôn nè. Anh có thể hút thuốc được không? Là em đã cho thấy cái khuyết điểm của em rồi. Ừ. Hút. Là ngay được đó là nè, anh có hút thuốc. Đến bây giờ anh vẫn hút thuốc chứ không phải lúc đó anh đi ra anh tôi không biết hút thuốc đâu, tôi không biết hút thuốc. Bây giờ anh bây giờ vẫn hút khác. Xuất sắc. Cái đó chính em kể. Đúng em. Chính em kể luôn mà. Đúng là lúc đầu là không có là do anh biết là hút thuốc và bây giờ vẫn hút. Duy trì chứ không có tệ hơn. Nói bên này, nói bên này. Nói đi Trang, ta nói mình vậy kìa. Chồng em tốt quá em biết nói gì giờ. Trời ơi, phải đi. Để xíu để suy nghĩ. Kiếm mấy anh cướp đi. Cháu. Bên này. Bên nữa. Bên. Ủa giờ bên lại. Ủa đúng như vậy. Tại sao ngay buổi hẹn đầu tiên nói đi. Lòi ra khuyết điểm làm chi? Đúng không? Mình phải giấu những khuyết điểm mình vô chứ. Nhưng mà lòi ra nhiều quá người ta cặt luôn sao ngay từ đầu. Đúng. Em cảm thấy đàn ông là sống thật. Sống thật ngay từ những phút ban đầu như chồng em. Lúc đầu tiên biết nhậu là tới bây giờ vẫn còn biết nhậu. Không có bỏ nhậu. Trời ơi vậy hả? Đúng. Em lấy câu chuyện hút thuốc của Vinh Râu gắn câu chuyện nhậu của chồng em như là mộ bả. Dễ sợ thiệt. Chưa kịp nói chóng luôn rồi là bên hai biểu anh chơi chương trình này gì chứ. Ok. Thì bạn thấy là đàn ông có một cái lạ, suy nghĩ lạ lùng là hồi xưa trước mặt phụ nữ thì mình lúc nào cũng tỏ vẻ ra, lúc mà ngoại hình cũng sạch sẽ, tươm tất, thành đạt này nọ. Nhưng mà khi mà lấy vợ rồi á, giống như là mình đã lấy vợ rồi là không còn phải cần phải chăm sóc bản thân mình nữa. Thế là cứ nhậu thả cửa, đi ăn thả cửa. Đúng, rồi riêng cái ở này dơ là đúng. Không bao giờ mà tức là có vợ dọn dẹp rồi cái lê thê lết thết. Lúc mới hẹn mặc đồ rất đẹp, sau một thời gian mang dép lê, mình nghĩ là thành một bát xe ôm. Quan điểm thứ hai, phụ nữ chỉ cần mới yêu là muốn công khai. Nên hay không nên? Là như thế nào không? Đó là cái chiêu để mà coi người ta tình cảm mình như thế nào thôi. Tình cảm có đủ mạnh hay không? Đó chỉ là cái chiêu để đúng. Coi của người ta thể hiện với mình như thế nào. Đàn ông phản ứng cái là biết nó xạo liền. Đúng. Chính xác. Không. Sai. Thế em nghĩ thì mình không nên công khai tình cảm nhiều quá. Đúng bởi rồi. Vì bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình chụp những bức ảnh yêu đương nhau, mình để ở chế độ công khai, mày mốt chia tay, tụi bạn bè nó chọc quê đó, nó mặc áo khoe cho cố rồi rồi cuối cùng chia tay, chửi cho nhục đó, chửi cho nhục mặt nè thì selfie rồi nè đó. Thì kỷ niệm một năm ừ. Ủa, rồi mai mốt bắt chồng xóa nữa. Ừ. Nó mất thời gian đúng không, nên công khai. Anh thấy chị chứng gì anh Đức ngày xưa không công khai mà giờ em ở với Hữu Minh Đạt đó. Xuất sắc. Xuất sắc. Anh Thịnh xuất sắc. Thì nhờ anh Đức không công khai cho nên em mới có ngày hôm nay nè. Xuất sắc. Sống rồi, sống rồi. Chứ hồi xưa Đức công khai Hứa Minh Đạt mà không biết đường mò thế này là làm gì có gia đình này. Thì đó. Làm gì có bánh mì xa xỉ. Thì bỏ vậy. Là bây giờ ăn đồ hộp không à. Thì đó. Chính xác. Dạ bữa nay nó xuất sắc quá anh ơi. Đúng rồi, từ đó Đức công khai là giờ có mặt mụn với mặt rỗ rồi. Không có xa xỉ với anh mì. Không có bánh mì xa xỉ. Không, cô có răng khờ với mặt rỗ. Thưa quý vị, hôm nay Lâm Vĩ Dạ có vẻ rất là mạnh miệng với cái chủ đề này. Và bây giờ xin mời Bình. Và bên này cháu. Chồng chơi trời ơi, con gái mà đi công khai. Là khai. Tụi em có biết là mỗi lần mà phụ nữ mà mới vừa gặp người đàn ông đó, cái quen một hai buổi hẹn công khai là người yêu, em biết người ta nói mình là gái ế đó. Không có đúng đâu. Đúng rồi. Kiểu mà khoe mẹ, mừng quá. Đúng. Không. Không nên công khai. Cái lỗi lớn nhất của anh Đức là ngày xưa không công khai em. Cho nên bây giờ em là vợ người ta đó. Dập lại đủ kia đó, dập lại.
chính vì anh Đức không công khai bây giờ Đạt có cơ hội với em đó. Ủa gì vậy? Ủa người ta đang hạnh phúc mà anh? Thì giờ anh chống mà. Chống nhưng mà người ta đang hạnh phúc mà. Phải chống cho anh Đức phải công khai mới giành giả lại được chứ. Đúng. Yêu mà không nói. Tại sao không nói? Yêu không nói thì ai mà biết? Đúng vậy. Bây giờ hồi đúng vậy. Hồi xưa anh Đức mà nói dạ là biết đâu bây giờ ra hai đứa cháu khâu khỉnh. Đúng. Có hàm răng. Đúng rồi. Khỉnh khỉnh. Khỉnh khỉnh và mặt rỗ rỗ rồi. Khỉnh khỉnh rỗ rỗ. Khi bắt đầu yêu, điều người đàn ông lo ngại nhất là sự tự do. Sai hoàn toàn. Sai sao? Ngày xưa chồng em có thể thỏa thích đi nhậu cùng bạn bè. Đúng. Bây giờ khi lấy em về rồi, ảnh được thoải mái rủ bạn bè về nhà nhậu. Trời ơi, xuất sắc. Quá tự do mà gì nữa. Cha như mày á. Cha như mày á, hầu hạ muốn gì nữa. Muốn gì nữa. Đúng, đúng. Em đã đọc được những dòng tá tết của chị. Ê, em lật kèo hả? Em phải binh cho vật đàn ông. Binh đó. Em phải binh vật cho sự độc thân. Binh cho sự độc thân đó là có nghĩa là bà thật sự không thoải mái, bà mới ấp ta tết. Ấp ta tết bà càm ràm. Đúng. Không hề. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi, càm ràm chứ dọn dẹp. Dọn nếu mà dẹp yêu đó. mà hạnh phúc quá thì em đâu phải càm ràm vậy. Đúng không? Gãy. Cứ đời này xong được đem Facebook cá nhân lên đây để nói. Gãy. Nhưng mà em cảm thấy không có gì gọi là đeo gông vô cổ hết trơn. Tại vì những cái đó gọi là tự nguyện. Tự nguyện rõ ràng là Vinh rủ em đi. Em không hề muốn đi mà Vinh rủ em đi. Đúng, ngay cả việc đăng status cũng là tự nguyện đó. Đúng. Tự nguyện. Mình phải viết như vậy để đúng, người ta thấy ở gia đình mình cũng như mọi nhà. Đúng. Chứ đâu phải mình đâu có gì đâu mà. Bởi vì biết sao, nhiều khi mình hạnh phúc quá bạn bè người ta buồn. Người ta thấy người ta thấy ở nhỏ này làm hay lắm. Đúng rồi. Không, lâu lâu viết gì cho mình thấy ở tôi như mọi nhà. Đúng không em? Đúng vậy. Anh hiểu đó em mà. Dạ. Thích lắm. Dạ. Không mất tự do. Dạ. 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 Anh xin lỗi luôn nè, tới cái Facebook cá nhân của anh xin lỗi cũng là vợ anh quản lý đó. Cứ 10 cô gái đầu tiên mà anh giao lưu ở trên cái mục tìm kiếm là bị lóc lập tức. Chết cha. Sao cô Thúy cô chặt chẽ dữ vậy? Sao nó khác nhà em? Facebook cá nhân của anh đó. Facebook cá nhân. Còn Zalo là xóa luôn giao diện luôn. Trời ơi. Tại giờ là xóa luôn. Rồi avatar anh phải đưa cái hình cụ già lên luôn hả? Đúng rồi. Đó, trời rồi ơi, sao cô Thúy này cô cao tay vậy? Người ta mất tự do quá rồi mấy em. Người ta mất tự do quá. Ta mất tự do quá rồi. Có làm cái gì mà quá đáng vậy không mà mất tự do. Cái trời là do nhà người ta thôi chứ nhà mình đâu có đâu chị. Thôi. Nhà mỗi cảnh chứ. Bên nữ có vẻ hơi đuối. Không sao. Giống như vậy nè. Sao cưng? Bị trò nhà quý. Em còn dẫn chồng em đi coi sexy show nữa. Nè. Trời ơi. Đúng. Qua Thái Lan đúng không cưng? Đúng rồi. Thoải mái. Thoải mái. Bạn ấy cũng dẫn chồng đi coi Tiffany Show nữa kìa. Anh nói thiệt với em luôn á. Đó là chưa quen. Chồng của em chỉ muốn đi coi một mình thôi. Đỡ. Đúng. Bây giờ mail cho chồng hỏi coi. Anh thích đi coi một mình. Tự nhiên ép hay chồng đi coi làm chi. Nhiều khi anh ta ngồi đó ừ. Nè nghe cái chữ cũng được không Thành? Ừ. Đi coi với em cũng được. Không phải cũng được. Không phải cũng được. Mà thiếu ngồi đó. Thế anh thấy sao anh? Ờ anh sợ quá. Đúng không? Đúng không? Cứ phải đi một mình vậy nè. Dạ, cái này lạ nè. Đó. Nó khác. Lực ngược phải không? Bình. Bình. Trời ơi. Ủa tại sao mình phải bên ta? Đổi ra coi sự lực phải hả? Chậm. Động. 7. Mày nói tự do okay lắm. Ok. Vợ chồng tự do lắm nè. Đi về nhà không? Lãnh lương về đi. Mình muốn đưa nhiêu mình đưa. Nè, lấy hết đi em. Tự do hả má? Muốn đưa hết là đưa hết nè. Ừ. Ngoài cấm mình đâu. Không một người nào cấm mình luôn. Hết đưa hết là đưa hết. Đưa hết luôn.